Chào mừng quý vị và bạn. Bên cạnh tôi đó là chiếc X30 V5 Tế Bảo vừa mới lấy về ngày hôm qua. Và ngày hôm nay chúng tôi đang review để giới thiệu với các bạn và quý vị chiếc xe này. Anh Thái, hãy về em đi. Ơi Trang ơi, chờ anh tí. Đang làm review xong anh đưa em đi chơi. Lại còn hát nữa. Đúng xe cũ của anh để đây chưa thanh lý được cái này. Hơn 3 tỏi nằm đây xót ruột lắm. Em cứ về tắm rửa đi, xong tí anh qua anh đón nhá. Làm gì đấy? Chúng khét đấy trời. Trang ơi, anh nói thật này. Dù không cao to nhưng em ơi chớ âu lo. Ngày xưa ở quê anh đây rất thích chăn bò. Gần bò lâu năm cho nên thịt anh rất săn. Em ơi hãy đến gần và cảm nhận đồ chắc ăn. Cao to chưa chắc đã bằng anh. Tuy bé nhưng mà nhanh ăn anh đây hơi bị lành. Cao to nhưng óc bằng quả nhỏ. Anh nói vậy thôi nhé, con lựa chọn là chính em. Bằng quả nho nhưng mà em thích to cơ. Anh mập ơi. Đây, nho đây, ăn đi. Ở trước mắt quý vị và các bạn, đó là chiếc X30 V5 đời 2017. Xe mới đi được hơn 2 vạn và có màu vàng cát, với chiếc biển số 12D00189 biển Tiến, và có tổng là 8 và đuôi là cửu, nhất phát cửu. Vâng, anh chị em khi mà nghe được chữ biển này thì chắc là uy tín luôn. Nếu mà chúng ta nhìn chiếc xe này thì anh em nhìn là uy tín luôn. Cũng có thể là có người không thích màu vàng, nhưng mà em nói thật là trong các màu ấy, thì màu vàng cát bao giờ cũng là cái màu quý tộc nhất. Bất kể là từ đồ trang sức cho đến những cái đồ vật dụng gia đình, anh chị em cứ để ý xem, màu vàng cát bao giờ cũng là tượng trưng cho màu quý tộc. Và bây giờ chúng ta cùng khám phá chiếc xe X30 có màu quý tộc một vòng xung quanh xe. Đầu tiên là em nó được bọc phim 3M buổi tối tối om luôn. Và đây là logo của X30 được lồng đen trắng cắt bằng chữ 3D đề can loại 3D các bạn nhé. Ở dưới thì có chữ Moto Đông Ben Sport và có bộ la răng đúc này, rất xịn sò. Này cũng vậy, nhìn những cái khe cửa như này, những cái khe mà điểm nối như này thì nói thật với các bạn là cái mẹo xem xe cũ ấy, không cần xem nữa. Hỏi là Thái ơi, mày chốt cho anh bao nhiêu con này, mày cho anh hết cái giá đi, cái giá cuối cùng đi, anh không xem xe nữa. Đúng như vậy luôn. Đây phía sau rồi, trần thì đã được bọc 3D. Đây, ghế đã được bọc da, lại còn là thêm một cái lót mà. Và đúng rồi, lót ghế cũng bằng da luôn, nhỏ bằng rất là giữ xe. Can lùi theo xe. Xin nhắc lại một lần nữa là chiếc xe này mới đi được hơn 3 vạn một chút. Nếu mà chúng ta nhìn chiếc xe này thì anh em nhìn uy tín luôn. Cũng có thể là có người không thích màu vàng, nhưng mà em nói thật là trong các màu ấy thì chúng ta mình trở lại những cái khe cửa nó li ti rất là nhỏ. Anh chị em nhìn này, những cái khe này của nó chạy xong
toàn bộ thân xe đều tăm tắp. Bên này cũng vậy. Nói chung chiếc xe đẹp như này thì em giới thiệu rất ít thôi, tốn thời gian, bởi vì các bác cũng không có thời gian để mà chiêm ngưỡng, tìm ra những cái lỗi là với lá tìm sâu nữa, bởi vì nó quá đẹp. Lốp ở đây chúng ta sử dụng lốp 175-70R13 các bạn nhé, lốp khá là to. Chào anh em nhé, Tô Thái Bảo mới về X30 V5 đời 2017, xe đẹp xuất sắc luôn. Các bạn nhìn thấy lỗi bên công ty ô tô Thái Bảo tặng luôn chiếc xe này cho quý khách hàng. Toàn bộ sơn tây hết 4 quả lốp như một. Xe được chở 5 chỗ ngồi và tải trọng 650kg. Phía sau thì chúng ta có một cái chữ cốp để đồ. Vừa được chở hàng và vừa được chở người. Tôi còn một cái vách ngăn nữa nhưng mà tôi để ở trong nhà. Anh em nhìn này, còn keo của nhà máy thôi. Đây sớt, biết sớt này là của chủ xe để lại chứ không phải của tôi. Như vậy là vẫn là sơn tây ở trong thùng chở rất là ít. Các bạn nhìn đẹp không? Trần 3D màu kem sữa. Cốp 650kg bạn nhé. Dài 1,6m và rộng 1,5. Chiều cao là 1,1m. Đẹp vô đối luôn. Bên này là bên tài của chiếc xe. Anh em nhìn thấy lốp chưa? Tem cửa vẫn còn X30 này. Vi Hồng Hoan, địa chỉ ở Tân Thành Văn Quan, LS. À, đầu xe thì anh em nhìn thấy cái biển là sướng rồi, 12D00189 biển Tiến. Nhất phát cửu. Biển rất là khủng. Ở đây, mình sẽ vào luôn phần ghế thứ hai và ghế đầu cho các bạn xem. Chở 3 người. Khoang này chúng ta có thể ngồi 6 đến 7 người. Rất là rộng nha, bởi vì chiều rộng của chiếc xe này là 1,55m. Đây là bên trên. Đấy. Kéo chỉ zin luôn. Em nhìn phát là em mở bát luôn, đắt đẹp mua. Mình nói với các bạn một câu là dù rằng là chạy ngót 5 năm nhưng mà số km mình có 3.6. Nói sai Thái có bao giờ buôn ô tô nữa, bỏ nghề luôn. Đúng 3.6. Đèn chân vẫn xịn luôn. Đây, gương thì có camera lùi nhé. Đây gương tích hợp camera lùi và giám sát hành trình. Đúng rồi. Ngoài ra còn có một cái chiếc kệ điện thoại nữa. Đài thì có USB, phải nhớ. Và đây là điều hòa 2 triệu. Ok, cái này thì đã review rất nhiều xe trước rồi. Chìa khóa có 2 cái các bạn nhé, chìa khóa điện. Để trong nhà một cái nữa. Rất ngắn gọn, cam kết xe chưa đâm đụng zin 100% luôn. Nó ta từ bọc gỗ bọc chó đấy. Gỗ này thì cứ tính cân, tính lạng ấy. Một lạng đâu đó 7-8 triệu một lạng ấy. Nhưng cái chỗ này ốp chắc nó phải hết 2-30 triệu rồi. Ok, vừa rồi Mỹ Tài đã review trước SRM X30 đời 2017. Xe mới đi hơn 3 vạn, sản xuất năm 2017. Anh em nhanh tay vui lòng liên hệ qua số điện thoại 0978565111 gặp Mỹ Tài nhé. Tết mà anh chị em đầu tư quả này để đưa đón nhạc cụ đại nhân còn gọi là bố vợ ấy, đi chơi thì uy tín luôn. Nội thất quá xịn sò. Hãy nhớ đăng ký kênh, bấm chuông để nhận được thông báo khi có video mới nha sếp nha.
Còn bây giờ xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại. Bye bye.